Trần Thị Oanh là một cái tên nổi tiếng ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Dù mới chỉ học hết lớp 6, nhưng người phụ nữ này giành được nhiều cảm tình của bà con làng xóm nhờ biết điều, thông thạo khá nhiều lĩnh vực, hòa đồng trên dưới. Bà cũng có cửa hàng kinh doanh buôn bán khá sầm uất. Từ năm 2009, người này trở thành trung hụi, trung phường khi đứng ra huy động tiền của người dân đóng hụi với lãi suất cao ngất ngưởng. Đặc biệt năm 2016, người này đẻ ra cái gọi là phường chồng, trả lãi suất cao ngất ngưởng và rất sòng phẳng để huy động người dân chơi phường. Vì vậy, nhiều người dân sau khi đến lượt bốc phường không nhận về mà tiếp tục để lại cho chủ phường, chỉ nhận về tiền lãi. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 100 người đã tham gia vào phường của bà Oanh. Năm 2017, người này tuyên bố vỡ nợ. Nhiều người dân lo lắng vì mất trắng cả vốn lẫn lãi. Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định, chỉ từ ngày 3 tháng 2 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, Trần Thị Oanh đã lừa đảo 84 người và chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền đó Oanh khai đã chi tiêu vào mục đích cá nhân và chữa trị bệnh cho chồng và con trai. Giữa tháng 4 năm 2019, Trần Thị Oanh đã bị xử phạt 16 năm tù, nhưng hệ quả mà người phụ nữ này để lại ở quê nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương vẫn còn dai dẳng. Gần 100 người dân chưa biết bao giờ mới đòi lại được tiền. Nhiều người nghe đến từ phường chồng của bà Oanh nay vẫn còn rùng mình ghê sợ.